Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Trần Minh Hoàng, học lớp thực tập vi xử lý sáng thứ tư. Sau đây mình sẽ được trình bày về bài Timer. Đầu tiên mình sẽ, cũng như thường lệ, mình sẽ tạo một file Timer. Tiếp theo sau đó mình sẽ nạp cho việc. Mình sẽ mở một cái file cũ để thực hiện cho nhanh. Đây. Mình sẽ mở cái thư viện này lên. Do trên bộ thử nghiệm, timer đã kết nối với là timer 0 và sử dụng tần số là 20Hz. Đúng rồi, sau timer 1 sử dụng số 20Hz sẽ sao số 1. Bị lỗi gì đó. Oh no. Sẽ mở file này lên. Sau đó mình sẽ tìm thăm một. Đây là một số khai báo của thăm một. Sau đó mình sẽ đến chương trình chính. Mình sẽ set up ECHO. Sau đó mình sẽ khởi tạo timer 1. Đây, cho điểm xung nổi sử dụng là set up timer 1. Bây giờ mình sẽ sử dụng đếm xung nổi với tần số là 20 m. Bây giờ mình đếm và đếm. T đếm sẽ bằng 250. Mình sẽ sử dụng bộ chia 8. Bộ chia chia 8. Tiếp theo sẽ set timer. Lúc này hệ số set timer của mình sẽ chưa biết là bao nhiêu, mình sẽ phải tính t đếm t của mình. T là bằng 250. Đây, mình sẽ đếm timer. Thạch anh trên bo thạch anh là 20 m. Xung lock trước khi cấp vào timer sẽ chia cho 4, sẽ còn được 5 m. Nghĩa là 5 triệu giây sẽ để 5 triệu xung sẽ thì được 1 giây. Ở đây mình sẽ dùng công thức để tính được cái số nạp cho set timer. Set timer chưa điền nhé. Sẽ dùng công thức. X
ít là thời gian cận định, ít cũng là 250 cộng 5.000 nhân 5.000 chia hệ số chia là 8, ví dụ 250 mili giây. Đây là mili giây, 250 mili giây nhân 10 mũ 3 11 trừ 3 200 nhân 11 trừ 3 rồi nhân tiếp cho 5.000 5.000 xin lỗi các bạn, do mình không biết sử dụng máy tính trên laptop nên sao mình sẽ sử dụng máy tính tay. Ở đây 250 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 5.000 cái số chia của mình lúc này là 8, số chia 8 sẽ lúc này là ra là 156250. Đây. Đây sau này sẽ ra 6250. Sau đó mình sẽ chọn N. N là số lần tràn đạt được thời gian yêu cầu. Sau đó mình, ở đây 50 mình sẽ lựa chọn N làm sao cho chia ra không có số lẻ. Mình sẽ thử chia 5. Đây, chia 5. N bằng 5 thì nó sẽ ra là 31250, số này là số chẵn nên mình sẽ sử dụng N bằng 5. Số cần nạp sẽ bằng là 655, số cần nạp sẽ bằng 65536 trừ cho số 31250, đây sẽ bằng 655 sẽ là 34286. Đây là số cân nạp, đây là số chẵn nên không có bị sai số. Mình sẽ lấy số này nạp vào cho set timer. Sau đó mình sẽ khai báo thêm một sử dụng int, khai báo thêm ngắt timer trong đây. Đây int 1 chương trình phục vụ cho ngắt timer, sẽ cho nó gắn vào đây. Sau đó là một hàm ngắt, đó mình sẽ đến với chương trình con. Đây sẽ đi là 3 4 286.
ở đây ngắt ngắt thumbnail 1 là sao? Set khi nó bị tràn thì set thumbnail 1 sẽ nó sẽ set về lại con số 34.286 và sẽ cho biến cái biến biết nhớ này cộng lên 1. Nó đã thông báo là đã bị tràn một lần. Tiếp tục tôi sẽ cả cái này là cho phép ngắt và ngắt thumbnail. Này là ngắt thumbnail 1, còn cái này là cho phép ngắt thumbnail 1. Cho phép ngắt toàn cục. Sau đó mình sẽ đến qua chu. Qua chu if. If b cái biến lưu của mình mà là lớn hơn 1/5 thì biến lưu của mình sẽ về là bằng 0 L. Ở cái tham quan này mình sẽ chèn thêm cái Quizlet bể đoạn sẽ khai báo đây, mình sẽ cho thêm một biến đếm công cộng, sẽ khai báo thêm biến đếm bằng không. Ở đây khi mà bit trả lời đủ 5 thì đếm sẽ cộng lên 1 đơn vị. Mình sẽ cho xuất ra led 7 đỏ. Đây. Mình sẽ cho xuất ra 2 led 7 đỏ là 0 với 1. Đếm hình như mình ngược. Nó sẽ là 1, nó sẽ là số 0. Được. 0 1 sẽ là đếm. Cái này là chia lấy phần dư của nó, vẫn này là chia lấy phần nguyên. Sau đó mình sẽ cho hiển thị ra Quizlet ổn, hiển thị tạm lấy Quizlet ổn. Khi mà nó tràn thì nó sẽ cộng và cái này sẽ giải mã ra. Tràn đúng 5 lần thì nó sẽ bằng 0, sẽ giải mã ra. Ngược lại thì nó sẽ hiển thị ra 8 net quét. Nó sẽ làm liên tục. Thiếu ít. Nếu để vậy thì nó sẽ đếm hoài. Nó sẽ đếm tới 8 bit. Mình sẽ cho đến tới 60 thôi. 60 thì đếm số 0. Sau đó mình sẽ biên dịch thử. Thì chương trình không báo lỗi
các bạn có thể dùng phần mềm Digit 2 để nạp phục vụ thí nghiệm. Bài tập về nhà của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.